Xin chào thầy cô và các bạn, em tên là Nguyễn Thị Hồng Phước, học sinh lớp 11A5, trường trung học phổ thông Lê Thánh Tông, thị xã Ayumpa, tỉnh Gia Lai. Đến với đại sứ văn hóa đọc năm 2022, em muốn giới thiệu với mọi người một cuốn sách mà em yêu thích. Một cuốn sách mang tính đột phá, nó đã làm thay đổi nhận thức của em về tư duy và giúp em có một phương pháp rèn luyện trí não phù hợp với chính bản thân mình. Đó là cuốn sách Tối ưu hóa trí thông minh của đồng tác giả James Harrison và Mike Hawk do nhà xuất bản Dân trí và công ty cổ phần văn hóa Đông A liên kết ấn hành. Đây là một trong những quyển sách đầu tiên của em nói về việc rèn luyện trí não. Về hình thức thì em thấy nó khá đẹp. Tất cả các trang đều được in màu và mỗi một chương là một màu sắc khác nhau. Đặc biệt hơn nữa, cuốn sách có hơn 200 bài tập cùng các phương pháp và kỹ thuật rèn luyện trí não. Cuốn sách này gồm có 8 chương, mỗi chương mở đầu với phần giới thiệu chung, khái niệm, giải thích cách thức hoạt động và sau đó đưa ra những bài tập hiệu quả nhất để các bạn luyện tập cho chức năng thực đó. Sách được phân ra từng phần với những mục rõ ràng, cho phép bạn có thể đọc lần lượt hay đi ngay vào một đề tài cụ thể. Và không chỉ có kiến thức và bài tập, cuốn sách Tối ưu hóa trí thông minh còn đưa ra những kỹ thuật để nâng cao trí nhớ của bạn, nâng cao khả năng tập trung tinh thần. Những kỹ thuật này sẽ xuất hiện giữa các phần bài tập cùng với những gợi ý giúp bạn hoàn thành bài tập một cách nhanh chóng. Những gợi ý và bí quyết được biểu thị bằng biểu tượng tia chớp thường xuất hiện xuyên suốt trong cuốn sách sẽ nâng cao khả năng làm việc với tư liệu của bạn. Ngoài ra, sách còn cung cấp cho bạn những thông tin thú vị về bộ não qua phần bạn có biết. Sau khi đọc xong cuốn sách, bạn có thể quay lại làm bài tập để xem bạn đang ở mức độ nào để đánh giá sự tiến bộ của bản thân. Cuối cùng, bạn có thể tìm thấy đáp án với những giải thích cho các bài tập và câu đố ở cuối sách và các trang web hữu ích rèn luyện trí não khác. Và một điểm đặc biệt nữa là cuốn sách này có hướng dẫn sử dụng. Sách giúp bạn không cần mất thời gian để tìm hiểu cách đọc và có phương pháp tiếp thu kiến thức nhanh nhất. Phát triển trí não thôi cũng chưa đủ, tối ưu hóa trí thông minh còn cho bạn thấy mối liên hệ giữa trí tuệ và cơ thể. Một cơ thể khỏe mạnh cùng với một trí não tốt là điều mà con người cần hướng đến. Tối ưu hóa trí thông minh thực sự là một cuốn sách bổ ích, hấp dẫn và thiết thực giúp mọi người khám phá được những bí mật của bộ não và cách khai phá nó. Những khả năng này sẽ thúc đẩy một cách đáng kể sự tự tin và lạc quan trong cuộc sống của bạn. Hãy tìm và đọc thử nhé, biết đâu nó chính là cuốn sách mà bạn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Đến với đại sứ văn hóa đọc, nếu em có may mắn và cơ hội để trở thành đại sứ văn hóa đọc, em sẽ cố gắng hết mình để thực hiện sứ mệnh của một đại sứ, đó là truyền đi những thông điệp tích cực của việc đọc sách, lan tỏa tình yêu đam mê đọc sách tới tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Em từng nghe một câu nói, sách mở ra trước tôi những chân trời mới. Thật vậy, sách là sản phẩm sáng tạo bằng trí tuệ và tâm hồn của con người, là kho tàng tri thức của nhân loại. Đọc sách không chỉ nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy giáo dục mà còn rèn luyện nhân cách con người. Vì thế, ý nghĩa của việc đọc sách là vô cùng to lớn và rộng mở. Nhưng một phần giới trẻ hiện nay đang gặp phải một số vấn đề về việc đọc sách. Điển hình như mua rất nhiều sách nhưng không đọc và đọc không đúng loại sách. Điều này sẽ khiến chúng ta lãng phí thời gian và tiền bạc, đặc biệt hơn là làm loạn kiến thức. Cho nên, việc tìm kiếm những cuốn sách hay theo chủ đề, nội dung phù hợp là điều rất cần thiết. Ngoài ra, việc đọc sách qua loa cũng là một vấn nạn nhức nhối từ trước đến nay. Ví dụ như học sinh xem sách giáo khoa chỉ xem phần tổng kết, ghi nhớ mà không đọc kỹ nội dung bài học. Hay những người đọc tiểu thuyết chỉ quan tâm đến nhân vật họ yêu thích mà không chú ý đến những khía cạnh khác mà cuốn tiểu thuyết mang lại. Như chúng ta thấy, nhiều cuốn sách có chung một chủ đề, nội dung na ná nhau, làm cho người đọc cảm thấy phân vân, bối rối trong việc lựa chọn sách. Và những cuốn sách hay lại có lối văn phong không phù hợp với bản thân. Trong khi đó, thị trường sách lậu đã và đang thâm nhập đến mọi ngóc ngách của xã hội, làm cho việc chọn sách ngày càng khó khăn hơn, làm cho một bộ phận người đọc cảm thấy lười đọc sách, không còn hứng thú với việc đọc sách nữa. Từ những lý do trên, em cảm thấy muốn đọc sách tốt thì ta cần phải tìm được cuốn sách gây hứng thú, có văn phong phù hợp và phương pháp đọc sách tối ưu cho bản thân. Và để làm được điều đó, chúng ta cần phải làm gì? Nếu là em sẽ chọn những cuốn sách từ các nhà xuất bản, tác giả uy tín, xem những review sách từ những vlog nổi tiếng.
và khi trở thành một đại sứ, em sẽ tham gia câu lạc bộ sách trên diễn đàn trường, mạng xã hội để chia sẻ những kinh nghiệm đọc sách của bản thân với mọi người. Đồng thời, tạo một sân chơi, một câu lạc bộ cho tất cả mọi người có niềm đam mê đọc sách, cùng chia sẻ kinh nghiệm đọc sách với nhau, cùng tìm ra những giải pháp lợi ích khiến ta nên đọc sách. Và những điều ấy có thể ghi chép vào một cuốn sổ tay để chia sẻ với bạn bè, người thân. Và không thể quên tổ chức các buổi offline để truyền cảm hứng đọc sách, giao lưu cùng nhau. Bên cạnh đó có thể giúp đỡ, quyên tặng sách cho những người đọc có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền mọi người nói không với sách lậu. Hãy lan tỏa tình yêu đọc sách đến cộng đồng. Tôi sẽ đồng hành cùng các bạn.